khi Kiev và Washington tranh cãi về việc nên triển khai quân ở đâu dọc theo chiến tuyến, tướng hàng đầu của Ukraine ở miền Đông kêu gọi tăng cường phòng thủ ở vùng Đông Bắc. Rõ ràng là chúng ta không nên nghe theo lời khuyên của Lầu Năm Góc, ông Oleksandr Siersky, tướng hàng đầu của Ukraine ở miền Đông nói, đồng thời kêu gọi việc tiến hành tất cả các biện pháp, kể cả tăng thêm quân tiếp viện, để bảo vệ khu vực mà Nga đang đe dọa sẽ chiếm quyền kiểm soát. Các lực lượng Nga đã nỗ lực mở các cuộc tấn công và tiến quân xung quanh thành phố Kupiansk ở phía đông bắc Ukraine trong những tuần gần đây, khi lực lượng của Ukraine phản công chậm chạp ở phía nam và phía đông. Những thắng lợi của Nga, dù không đáng kể, đã khiến lực lượng Ukraine phải huy động quân để bảo vệ các phần của chiến tuyến trải dài hàng trăm km, bất chấp yêu cầu khẩn thiết ở những nơi khác. Các lực lượng Nga tiếp tục tấn công bằng pháo, súng cối và máy bay. Trong điều kiện như vậy, chúng ta phải nhanh chóng thực hiện mọi biện pháp để tăng cường năng lực phòng thủ trên các tuyến bị đe dọa và tiến lên nếu có thể, tướng Oleksandr Siersky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm 26 tháng 8. Những tranh cãi về chiến lược quân sự của Ukraine đã lan rộng trong những ngày gần đây, giữa lúc bùng lên loạt tin tức trên các phương tiện truyền thông về việc các quan chức Mỹ cáo buộc tiến độ phản công chậm chạp và không hiệu quả của Ukraine, phần lớn là do chiến lược của nước này. Theo lập luận của Lầu Năm Góc, Kiev lẽ ra phải tập trung một số lượng lớn lực lượng ở một phần khu vực tiền tuyến để tạo bước đột phá. Nhưng họ đã không làm vậy. Các chỉ huy Ukraine đã cố gắng phân chia quân đội và hỏa lực theo cách mà họ cho là công bằng và bình đẳng nhất có thể giữa miền Đông và miền Nam, nguồn tin nêu rõ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thẳng thắn đáp trả những chỉ trích của Mỹ trong tuần qua, nói rằng việc chuyển lực lượng Ukraine ra khỏi những nơi như Kupiansk thuộc vùng Kharkov là điều mà Nga đang mong muốn. Chúng tôi sẽ không từ bỏ Kharkov, Donbass, Pavlovsk hay Dnipro, Tổng thống Zelensky nói trong cuộc họp báo hôm 24 tháng 8, theo hãng tin Pravda của Ukraine, và hãy để tất cả các nhà phân tích trên thế giới thậm chí không tin vào điều đó. Tuyên bố lần này của tướng Siersky tiếp tục đánh dấu cảnh báo mới nhất về thực tế là mặc dù mọi con mắt đang tập trung vào cuộc phản công của Kiev ở phía nam, nhưng các khu vực khác của tiền tuyến vẫn bất ổn. Đối thủ hiện đang tập hợp lại lực lượng và phương tiện, đồng thời chuyển các lữ đoàn và sư đoàn mới thành lập ra khỏi lãnh thổ Nga, tướng Siersky cho biết. Theo ông, mục tiêu chính của Nga là nâng cao năng lực chiến đấu và tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực. Hiện chưa thể xác nhận tính chính xác những tuyên bố của vị tướng về sự xuất hiện của các đơn vị mới của Nga trên chiến trường. Trong những tuần gần đây, các quan chức Ukraine đã kêu gọi sơ tán người dân ở Kupiansk khi lực lượng Nga tiến gần hơn và tiếp tục pháo kích liên tục ở xa chiến tuyến. Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Kupiansk từ tay Nga vào tháng 9 năm 2022 và việc mất nó một lần nữa sẽ là một tổn thất lớn đối với Kiev. Tuy nhiên, có vẻ như lực lượng Nga sẽ không cố chiếm lại thành phố này vì điều đó sẽ đặt họ vào tình thế phải đối mặt sự chống trả quyết liệt. Thay vào đó, lực lượng Nga có thể cố gắng tiến đến sông Oskil chảy theo hướng Bắc và Nam, sau đó sử dụng tuyến đường thủy này làm rào cản tự nhiên chống lại các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine. Theo dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.